Chào, trong video này thì em xin chia sẻ về cái gieo chạy máy nâng cơ Gavrix Spa. Và một hộp gieo này thì nó sẽ là gồm có 8 ống, 4 ống gieo trắng và 4 ống gieo xanh. Có rất là nhiều chị có hỏi em rằng là cái máy nâng cơ thì mình có thể là chạy chung với serum kem dưỡng khác được hay không, hay là chỉ chạy với gieo này thôi. Thì em xin chia sẻ trong hai ý nhỏ để chị có thể là dễ hiểu nhé. Thứ nhất đó chính là trong cái gieo này thì nó có cái ion điện tích, và khi mà kết hợp với cái đầu máy thì nó mới tạo ra cái dòng điện. Và chính cái dòng điện này thì nó sẽ giúp cho cái làn da của chúng ta được nâng cơ, trẻ hóa là vì như thế. Và cái thứ hai đó chính là cái gieo này thì nó được cài đặt sẵn theo cái chế độ của máy, tức là số 1 thì mình sẽ là chạy với gel trắng, đúng không ạ? Và cái gel trắng này nó sẽ giúp là bó sạch tất cả những cái cồi nám, cồi mụn để nó đẩy trên cái bề mặt da, để cho cái bước thứ hai thì đó chính là gel xanh đi vào thì nó sẽ làm cái nhiệm vụ là nâng cơ, trẻ hóa. Nếu anh chị có thể thắc mắc gì thì có thể là liên hệ ngay với số hotline của Nuskin 88, đó chính là 0835519999. Hiện tại thì Nuskin 88 đang là tổng đại lý phân phối lớn nhất ở khu vực miền Bắc, 100% sản phẩm thì đều có hóa đơn đỏ, và anh chị yên tâm là mình có thể là trích được hàng qua phần mềm. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở những cái video tiếp theo.